Xin được gọi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua chương trình phóng sự đặc biệt cùng với Hòa Thượng Thích Chân Thành. Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã biết Hòa Thượng Thích Chân Thành hiện nay là vị phó thượng thủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới và đồng thời Ngài là viện chủ của Chùa Liên Hoa. Chùa Liên Hoa là một trong những ngôi chùa được xây dựng gần trên đây 3 thập kỷ và hiện nay đang tọa lạc tại thành phố Garango. Lâu quá chúng con mới có cơ hội gặp lại Hòa Thượng. Hòa Thượng lúc này sức khỏe không Hòa Thượng? Thầy Di Đà Phật, cũng lâu hả? Dạ. Sức khỏe dạo này cũng đỡ. Dạ. Bây giờ mình già rồi. Dạ. Thế thì thưa Hòa Thượng đã chích ngừa chưa? Hòa Thượng hoàn thành hết chưa? Và lúc này cái Covid nó có ảnh hưởng gì đến Hòa Thượng không? Hai mũi nhưng không làm xế gì tôi hết rồi. Yeah. Tôi vẫn vững vàng như bằng thạch. Yeah. Thưa Hòa Thượng, gần đây thì chắc thấy Hòa Thượng thấy sinh hoạt có những cái liên quan đến cộng đồng người châu Á của chúng ta. Đặc biệt gần đây thì có nhiều cái vụ gọi là hận thù ghét những cái người châu Á cũng là một trong những sự kiện. Hôm qua thì chúng con được một cái tin rằng là ở ngay cái thiền viện Minh Đăng Quang do sư cô Bích Liên cũng có một cái vụ đánh đập phá mấy cái hình, mấy cái đồ trang trí ở dưới cái chân tượng Phật Bà Quan Âm. Hòa Thượng thấy cái sự việc đó, Hòa Thượng có nghĩ như thế nào Hòa Thượng? Chùa mở cửa thành anh vô, anh thăm Đức Phật rồi, anh cũng làm hơi thiếu lịch sự một chút. Đó nhang đó đập ấy đầu của người ta cũng không nên làm lắm, bởi vì tất cả mọi xã hội đều có cái văn hóa riêng của họ. Mình ở đây là gọi là Liên Hiệp Quốc Tiyonathasak mà, cho nên Hiệp Trung Quốc thì mình cũng phải nương tựa vào nhau để sống, để hoạt động, để xây dựng thì tốt hơn. Quý vị, gần đây thì chắc quý vị thấy những cái dao động trong cái cộng đồng người Việt châu Á của chúng ta, có các tiểu bang từ Seattle cho đến Atlanta cho đến Vancouver, rồi kính thưa quý vị ở tại Colorado, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta tạo một cái sự chia rẽ của những sắc dân đến định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng mà có một cái sự việc này thưa Hòa Thượng chắc lại cũng muốn trao đổi với Hòa Thượng. Gần đây thì báo Người Việt cũng đưa lên một cái tình trạng thư kiện ở một cái ngôi chùa mà chắc là Hòa Thượng biết nhiều, đó là ngôi chùa của người mà có thân tín với bạn của Hòa Thượng, đó là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Thế cái sự việc đó thì Hòa thấy rằng giáo hội còn cái quan tâm như thế nào trong tương lai không thưa Hòa Thượng? Đối với Hòa Thượng Quảng Thanh thì tôi với ông bạn thân thiết lắm. Thì cái công lao xây dựng cái ngôi chùa đó chỉ có liên quan giữa Hòa Thượng Quảng Thanh với lại các Phật tử ở trong vùng Chùa Bảo Quang. Chứ còn giáo hội thì chỉ có liên quan trong tinh thần mà thôi, trên chức vụ và trên luật lệ. Thế thì tất cả những cái tài sản của Chùa Bảo Quang cũng giống như cái cơ sở đó, thì với tư cách là Phó Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì Hòa Thượng có quan tâm hay là cái đó không thuộc của giáo hội thưa Hòa Thượng? Khi nào mà có các Phật tử ở Chùa Bảo Quang mà tìm một vị thầy nào đó để vào làm ấy thì hướng dẫn, nghĩa là yêu cầu giáo hội, thì giáo hội lựa chọn một vị có giới luật đàng hoàng, có giới phẩm đàng hoàng, rồi thì giáo hội bổ nhiệm đó thì được. Chứ còn kia là cái tài sản riêng của Hòa Thượng Quảng Thanh với lực các Phật tử cộng đồng thì mình không có liên quan tới chuyện đó. Qua cái sự việc đó rồi Hòa Thượng có nghĩ đến, đặc biệt nhất con muốn đề cập đến cái ngôi chùa Liên Hoa của Hòa Thượng này. Bao nhiêu công sức Hòa Thượng xây dựng gần trên 30 năm rồi phải không Hòa Thượng? Thế thì Hòa Thượng có cái nào chuẩn bị trong tương lai để đừng có những cái sự kiện nó làm không đẹp với cái khuôn mặt của một cái hoạt động tôn giáo lớn ở tại Quận Cam này thưa Hòa Thượng? Tôi cũng có đang chuẩn bị hết á. Giấy tờ đồ tôi làm hết, nhưng mà cũng may á. Cũng may, rất là may cho Phật tử chùa Liên Hoa là tôi vẫn còn sống, còn mạnh khỏe, sáng suốt. Bởi thế cho nên hai cái đệ tử này, đệ tử
Ngô Hải, Hải Ngọc Ngô và đệ tử Trang Diệp Linh Đài. Hai vị này không có trong cái bầu cử của ấy mà chỉ trong cái hội đồng điều hành của giang hội. Đúng rồi, nhưng mà rồi anh ta mượn cái lên trên internet đó, cái state of California Secret of State đó. Trước mặt chúng tôi thì Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa có đưa cho chúng tôi có một cái bản mà chắc là chúng tôi thấy, quý vị sẽ thấy trên màn hình. Đó là State of California Secretary of State, Statement of Information. Cái này là một trong những cái hồ sơ thành lập cái ban điều hành cho cái tu viện Liên Hoa, được làm vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 với cái số là G794547. Và trong đó thì có ba tên, ba người có trong này. Đứng đầu là Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ. Kế đến là anh Hải Ngọc Ngô. Ở cái địa chỉ thì chúng tôi không nên nói ra ở trong này. Và một người nữa là Trang Diệp Linh Đài. Trang Diệp Linh Đài hay là Linda, cũng ở cái địa chỉ cùng với cái người là Hải Ngọc Ngô. Như vậy là có sự liên hệ giữa hai người này rồi. Hai vợ chồng. Thế thì cái hồ sơ này được làm vào ngày 14 tháng 7 năm 2019. Mà con thấy đâu có chữ ký Hòa Thượng đâu. Tôi anh ta hai vợ chồng không hỏi ý kiến gì tới tôi hết. Dạ. Mà anh hai vợ chồng không có trong cái ban quản trị. Dạ. Tự động làm vậy thôi. Yeah. Mà may á, là tôi phát giác ra được. Thế trong trường hợp nào mà Hòa Thượng phát giác ra được? Thì cũng từ cái lùm xùm của bên chùa Bảo Quang. Mà các Phật tử họ lên trên internet á. Dễ lắm. Lên trên cái business rồi điền vô. Tìm ra được cái này. Rồi họ đứng, họ đem về đưa cho tôi nó. Cũng nhưng mà thưa Hòa Thượng, đây con không thấy có một cái chữ ký của ai hết, thì làm sao cái này có giá trị được Hòa Thượng? Thì ở đây thì chỉ không cần làm như vậy rồi được. Lúc nào thì Hòa Thượng khám phá ra được? Hòa Thượng có cái thời điểm nào không? Cái đây ba hôm, ba bốn hôm vậy. Cũng may á, may bởi vì lúc mà tôi còn sống á thì hai đứa không làm gì được hết. Nhưng mà cái chuyện không may đến. Không may khi mà tôi ngã bệnh không biết gì á, hay là tôi đai rồi đó. Thì hai đứa nó sẽ làm chủ chùa. Cả cái là chủ của chùa, mà chủ cả tư sản, là chủ tài, cao sản rồi. Tài sản này luôn hả? Khi đó thì các Phật tử có nói gì để chăng nữa thì cũng đã rồi hết rồi. Chuyện đã rồi. Để lại thêm một cái sự kiện ra tòa thứ biệt nhau như là chùa Bảo Quang. Ở chùa Bảo Quang khổ lắm. Yeah. Đó cho nên tôi hy vọng rằng các thầy ở khi mà đã có chùa rồi phải thường xuyên lên trên internet cái business đưa vào cái của California State để coi. Để xem xét chứ không thấu nó làm như thế này thì chùa các thầy có làm ra cũng vô ích thôi. Thưa Thượng, thật là khó hiểu khi cái hồ sơ này đã được ghi danh vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 mà đến bây giờ là gần một năm rưỡi rồi Hòa Thượng. Mà Thượng mới biết được. Thế thì Hòa Thượng có nghĩ rằng liệu trong cái thời gian này khi họ đã làm cái này thì họ phải có cái mục đích gì chứ Hòa Thượng? Mà nếu có mục đích thì trong cái thời gian vừa qua nó có ảnh hưởng gì không Hòa Thượng? Dĩ nhiên là có mục đích rồi. Có mục đích phải không Hòa Thượng? Có mục đích bởi vì thấy tôi năm nay cũng 90 rồi. Gần 90 rồi. Cũng sắp cái về chầu Phật rồi. Kính thưa quý vị đang cùng với chúng tôi qua một cái phóng sự đặc biệt với Hòa Thượng Thích Chân Thành, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.